tặng cho anh một món quà là. Rồi, cảm ơn em, anh cũng có mang. Trời, người ta tặng quà đẹp, tặng cái bao gì thế. Dạ, đừng ở bên trong nó mới chất lượng. Đúng anh. Rồi, mời nhà trai. Dạ, chào anh. À, chào em. Ê, xin mời đàn gái mình nào. Thấy giờ thấy lạ đó. Bên này cũng lạ lắm nha Linh nha, bên đây lạ lắm nha. Ngồi đi kia. Chào chị Hồng Vân. Chào anh Nguyệt Linh. Chào em. Chào quý vị khán giả và bạn trai bên kia. Dạ, em là Huỳnh Ngọc Nhã Thi, năm nay 29 tuổi. Hiện đang làm nhân viên truyền thông nội bộ cho một công ty du lịch. Dạ, quê em ở Tiền Giang. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em trai giới thiệu mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào hai MC dễ thương của chương trình. Tên đầy đủ của em là Trần Dương Duy. Năm nay em được 37 tuổi. Thì công việc trước đây của em là làm ở ngân hàng, nhưng mà sau này là em chuyển qua du lịch cùng ngày với bạn bên kia. Em cho bên đàn gái biết về một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Duy. Dạ, ưu điểm của em thì có vẻ như hài hước, vui vẻ, hòa đồng. Còn cái khuyết điểm của em thì hình như là nhậu nhiều. Trời, nhậu ơi. Nhiều. Dạ. Nhậu khoảng nhiêu mà nhiều? Em số 2 thì em chưa thấy ai số 1. Trời đất ơi. Thì không. Quá vậy nhiều. Bên đây người ta coi như là mắt mũi người ta coi như mặt xanh nanh vàng. Đó, luôn rồi kìa. Tuần trước đây là em làm ở ngân hàng mà em làm ở hội sở thì em có một cái cũng là hài hước, vui vẻ, giao tiếp được thì nên em lại rất là thân cận với sếp thì nên đi nhậu thì em cứ đi cùng mà ngồi kế bên thì sếp cũng uống, em cũng uống nhưng mà cuối cùng là em uống nhiều hơn thôi. Vậy đó hả? Em uống bia hay là uống rượu? Dạ em uống bia không à chị Vân, tại vì uống rượu có hại cho sức khỏe lắm mà. Vậy uống hả? Bia tốt sức khỏe vậy đó thôi. Đến gặp tối nổi vậy em. Dạ không, nhưng mà em cũng có cái ưu điểm là em không hút thuốc, không cà phê, chỉ có uống bia thôi. Tại em dồn qua đó hết trơn rồi đó. Em nhậu bao nhiêu năm rồi? Bắt đầu từ lớp 10 là em đã biết nhậu rồi. Em nhậu trễ quá ha. Em sao, điểm mạnh của em sao? Điểm mạnh của em chắc là con người sống tình cảm. Điểm yếu của em chắc là hay phân vân, không có quyết đoán khi mà mình nghĩ cái vấn đề gì đó áp lực, hay là em không có theo ý mình, cái em hay càm ràm trong vô thức gì đó. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ em thì có 2 mối tình. Một lần là thời đại học của em, mối tình gần đây nhất thì cách đây khoảng 1 năm, cũng quen nhau cũng 3 năm thì bạn đó có người khác. Em trai có mấy mối tình rồi? Tới tuổi này chắc cũng nhiều mối tình, nhưng mà nhiều thì nó trên 2 được rồi, anh đừng có nghĩ nó xa quá. Dạ, dạ thì cái mối tình cuối của em là cũng có quen một bạn, nhưng bạn đó lại làm trong giới nghệ thuật. Quen nhau cũng được 2 năm, chúng em lại chia tay do khả năng tài chính của em không đáp ứng đủ cái nhu cầu của bạn ấy. Em trai, em muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái mẫu hình lý tưởng em thấy vui vui giống như Nam Thư ấy, cũng cao cao một tí. Tại vì đứng với em nó cũng xem, em cao tới 1m8 lần. Wow. Dạ. Em muốn cái người bạn trai của em như thế nào? Ngoại hình chắc là cũng cao cao, em nghe cao trên mét tám là em cũng hơi cũng được rồi đó. Dạ. Ngoại hình thì có thể là dễ nhìn. Bạn gái. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Không thích bạn đó hút thuốc nè. Rồi ăn thịt chó. Cái gì? Ăn thịt chó mèo là không có thích. Dạ. Em ăn thịt chó mèo không? Dạ, hiện tại nhà em thờ quan thánh nên chó, chuột, trâu, rồi gà em không ăn. Anh Minh đó, ảnh có sợ con gái hơi dư cân xíu không ta? Dạ dư thì đi tập gym là nó giảm rồi, giảm thôi. Anh nghĩ cũng không dư gì mấy đâu. Dư thì cũng có người dư hơn. Ủa thế hả? Uống bia nhiều có bụng bự không ta? Vậy Linh muốn cái gì? Không Linh. Bây giờ Linh muốn làm mai làm mới không? Hay là thôi tan nát luôn đâu đi có. Nghỉ luôn đi. Thế sao em làm ngân hàng để em chuyển qua làm du lịch vậy? Dạ thì cũng có một cái biến cố như vậy nè. Thì cái công việc của em mọi cái nó rất được ưu đãi nhiều. Lúc đó là biến cố mẹ mất. Thì cái em suy nghĩ về cái cuộc đời mình chỉ có đi làm, kiếm tiền rồi chiều về lại ăn nhậu. Thì em thấy cái cuộc sống đó nó cứ lặp lại hoài. Sau khi mẹ mất là em dành tiền để em đi du lịch. Em cảm thấy thích thú với cái việc em đi. Thì bắt đầu cái em theo học. Em muốn tốt hơn cho bản thân, em lại đi học một khóa MC để làm những cái chương trình team building rồi sự kiện. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh họ của em, anh Thành nè. Dạ xin chào MC Quyền Linh và nghệ sĩ Hồng Vân. Nhìn cô gái bên này thì rất là dễ thương, nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Em trai của mình thì có tật hơi nhậu nhưng mà có trách nhiệm với công việc. Thứ nhì nữa là biết nấu ăn.
Wow. Và hy vọng là em sẽ tìm hiểu thêm để biết được Di có những cái gì hay. Em đi với ai ạ? Dạ em đi với hai người thân nhất của em, đó là mẹ với chị bạn thân của em là chị Anh Thư. Xin chào nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Dạ. Xin chào nghệ sĩ Quyền Linh. Dạ. Người đồng hương tài năng và sống tử tế. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Cái nhìn đầu tiên á, em trai có cái dáng dốc và gương mặt phúc hậu, sống tình cảm, ăn mặc chỉnh chu, ít nhiều gì thể hiện được cái bản chất bên trong của mình là một người đàng hoàng. Cảm động nhất là biết là em không còn mẹ thì cảm động như lắm. Rồi cũng xin chia sẻ thêm chút xíu, hồi đó giờ hai mẹ con sống với nhau thì cũng chia sẻ luôn hoàn cảnh gia đình. Thì ngày xưa đó, lúc mang thai nhà Thi được gần 5 tháng thì cha mẹ sống ly thân với nhau. Thì Thi nhà Thi được hơn 1 tuổi thì em nó phải chứng kiến ra tòa để cha mẹ ly hôn. Thì từ đó đến nay là mấy mươi năm rồi, Thi bao nhiêu tuổi thì hai mẹ con sống với mấy già là không có đàn ông. Thành thử ra nói chung thì cũng không có hiểu được tâm lý đàn ông như thế nào. Cho nên là cái chuyện mà xử sự tốt xấu mình cũng không biết. Với bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng không được tình cảm của người cha, rồi cả người chồng của mình. Cho nên là mong muốn con mình á, cái khuyết của cuộc đời của mình bù đắp cho con mình. Trước mắt tôi thì tôi nhìn thấy em có vẻ là một người đàng hoàng, một người sống có tình cảm, có tâm hồn. Tại vì mẹ đã chịu nhiều bất hạnh thiệt thòi rồi, cho nên rất là lo sợ con mình nó không được như mình thì đau lòng lắm. Dạ, rồi, cảm ơn nha. Rồi. Nói chung là mình phải mở rào liền thôi Linh à. Cái là hai bên đều có thể có những cái chỗ khiếm khuyết và cũng có gần như là có cái mấu ráp mà có thể ráp thành một cái bức tranh liền lạc. Rồi, mở rào. Để em tự do hoạt động nhiệm vụ của mình đi. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ đến đây em có tặng cho anh một món quà là. Rồi cảm ơn em, anh cũng có mang. Trời. Người ta tặng quà đẹp, tặng cái bao gì chứ. Dạ đừng ở bên trong nó mới chất lượng. Đúng rồi, xấu xí chứ quan trọng là bên trong chất lượng. Ủa, em tò mò. Dạ đây là của chị Vân. Ủa. Dạ cho em gửi. Ủa, chị Vân. Ủa tự nhiên sao kỳ vậy. Dạ còn đây là của của anh Linh à. Cảm ơn nha. Nhưng mà chị Vân với anh Linh nhớ lấy số em để biết sử dụng. Đừng có nói là bia nghe, chị không uống bia đó. Đừng có nói. Dạ đây là của mẹ em. Dạ cho con gửi cho cô. Trời ơi. Trời ơi sao mà chu đáo dữ vậy. Dạ. Ăn đủ hết trơn vậy. Đừng có nói cả trường quay có hết luôn nha. Dạ, dạ em không đủ. Còn gì nữa? Ý em trời quên ơi. Em quên. Quan trọng mà quên. Cái món quà này nặng lắm. À dạ. Chu đáo quá trời. Đây anh tặng em. Dạ. Em không hỏi nó là cái gì à? Dạ cái gì vậy anh? Thùng bia á. Trời đó coi tôi chết rồi. Ôi em để dưới luôn đi, em để dưới dạ. Luôn. Dạ em suy nghĩ hoài, em không biết tặng bạn gì. Thôi em mua thùng bia em tặng. Mà sao em uống bia nhiều mà sao cái bụng em không bự ha? Em phải thể dục để em có được một cái sức khỏe để em uống cho nó tốt hơn. Dạ. Bù lại. À, cái này là cái một cái sản phẩm để em sử dụng hàng ngày. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Bây giờ ta bắt đầu câu chuyện đi. Em mắc cỡ quá rồi, em không biết. Ôi, mắc cỡ cái gì, mắc cỡ. Thôi em hỏi anh trước đi. Dạ, em cũng không, tự nhiên em nhìn em biết hỏi. Anh Linh mò giùm em cái anh Linh. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thế nào ta? Dạ, đầu tiên thì em thấy anh rất là chu đáo, suy nghĩ biết trước biết sau. Em hỏi anh gì nữa đi. Dạ, em... Tại vì em cũng hối rối không biết hỏi sao. Anh thấy em sao? Dạ. Thì em cũng là một người con gái dễ thương, hiền, cũng vui. Nói chung là trên mặt có nụ cười là anh thấy vui rồi. Dạ. Em bị cái là nhiều khi trong mình không có buồn bực gì hết nha, có tự nhiên mà không cười. Cái mặt y như là ai giật nổ mình vậy đó. Vậy em hãy ghé kịch Học Vân coi, hài nhiều là em sẽ vui à. Dạ. Gặp nhau mà lỡ mà em có quên á, anh nhắc thì cười lên nha, tại em không có, nhiều khi mình không có để ý á. Không, nếu anh nhắc em thì nụ cười đó là diễn rồi. Cười mẹ lên nha, nãy giờ nói chuyện là thấy hơi bị dày á nha. Dạ ai cũng kêu em bóng hết chị, nhưng mà có quyền nói.
còn em có hay không thì em tự hiểu. Trời ơi, chị rồi sẽ biết đúng không? Dạ. Nhưng mà chị thích anh mạnh mẽ lên để nó hợp với cái vóc dáng. Không, mà tới lúc này anh chưa có lập gia đình. Nãy giờ anh cũng nói là cái của anh là nhậu hơi bị nhiều đó. Dạ. Hầu như mấy bạn nữ hơi sợ em đó chị Vân. Mà sợ trong tương lai sợ. Rồi anh có hạn chế bớt không? Anh có dự định không? Hiện tại thì anh trả lời được, còn nếu mà tương lai nó thuộc là cái vế sau, anh không thể trả lời được lúc này. Ví dụ lúc này anh nói là được nhưng mà nó không được thì lại là không hợp lý. Thì bây giờ tạm thời tương lai thì để cho tương lai trả lời. Nhưng mà em nói vậy thì thật sự là người phụ nữ ta lo đó. Dạ. Mình phải biết kiềm chế, mình nói, tương lai chắc có thể anh sẽ bỏ được. Chứ ai lại nói tương lai không biết là đủ nữa về. Dạ, uống nhiều hơn em, hay sao? Em nghĩ là mình nói sự thật nó sẽ hay hơn ở sân khấu. Sân khấu ở đây rất là nhiều người để nhìn thấy những cái lời em nói. Mình phải quyết đoán là mình phải bỏ, vì mình biết cái đó là nó không tốt. Cái bỏ không là do mình mà, cái này đâu phải, nó không phải là khó bỏ đâu. Dạ thì bỏ hay không là do mình, nhưng mà ngoài cái bỏ hay không thì cái công việc cũng cần một cái mưu sinh. Em cũng hiểu, nếu em làm du lịch thì du lịch bây giờ đi mà gặp đối tác rồi tiếp khách thì không thể nào uống một ly cà phê rồi hết ly cà phê lại kêu ly khác được, mà lại là những lon bia, thì có nghĩa là cái công việc của em nó lại cuốn vào cái khuyết điểm của em, nên nó tạo thành một cái gọi là gắn liền. Vậy thì coi như cả đời là em cứ đi làm du lịch là em nhậu. Em nói thế thì tất cả mọi người làm du lịch là đều nhậu hết, uống nhiều như vậy hết. Dạ, nó cũng không hẳn. Ví dụ em ổn định được một thời gian, đối tác em nhiều, em có thể không nhậu mà là bạn nhân viên của em nhậu thế em. Có thể đó. Dạ. À, em nói vậy. Em có cái tài lẻ nào không ngoài cái diễn kịch ra? Dạ, ngoài cái diễn kịch ra thì trước đây em lại là có một cái đam mê là làm đẹp cho phụ nữ. Ví dụ em trang điểm, làm tóc. Cắt cho bạn gái bên kia được không? Em có thích cắt máy không? Nhờ anh cắt máy luôn nè. Cái máy á, cái máy của em chị thấy cần nên sửa chữa chút xíu á. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Em tin anh không? Để anh cắt tóc cho. Đây nè, cái máy của em hơi bị dài nè. Anh có mang đồ nghề không? Vào chương trình thì anh có mượn được một cái cây kéo đó. Nhưng mà không phải là cây kéo cắt tóc anh Linh à. Giải. Dạ, kéo cắt giấy luôn. Bây giờ em có tự tin để cho anh cắt không? Dạ rồi, tự tin. Anh em dạ. Em cứ ngồi yên, em có dạ. Thể khòm xuống một tí được. Dạ, dạ. Kéo nó mới cắt quần, mai quần sáng á. Tôi đó, tôi cũng có học cắt tóc, uống tóc đó. Lũ Đông Kinh đó, tôi nhìn là tôi... Tình cái chị đừng quá nhìn nha. Em quá, em rung. Mất máy của người ta đó. Mẹ ơi, có đem nón cho con mẹ. Em có thể khòm xuống một tí nữa để nó dính tóc. Thực ra nhà tự nhiên có người yêu hay người chồng mà vừa biết cắt tóc, vừa biết làm đẹp cho mình á. Rồi xong lại còn biến đóng kịch hài hước cho mình, nó vui quá ha. Xong rồi chị. Lẹ làng vậy luôn hả bé? Thấy được không chị ha? Rồi, kết quả là em mất đi một số tóc. Đắp lại đi. Em á thì mọi thứ biết một chút, cái này em cái đàn tập. Này là cái đàn gì em? Ukulele. Từng ngày trôi qua mau em chờ trong tiếng yêu, mà sao cứ để em chờ hoài à? Người gì đâu vô tâm để người ta nhớ mong, còn kêu em là cô bé này, cô bé kia. Thấy ghét anh ghê sao em lại nhớ anh, thấy ghét anh ghê sao em lại thương anh. Những lúc bên anh sao mà cứ nhìn mãi anh, để rồi mang hình anh vào trong mơ. Thấy ghét anh ghê sao em lại nhớ anh, thấy ghét anh ghê sao em lại thương anh. Chẳng hiểu cho em sao mà cứ đùa với ai, để người ta buồn hiu vì ghen tuông. Thật đáng ghét anh, ghét anh, ghét anh, ghét anh. Thật đáng ghét anh. Bữa đầu gặp nhau mà ghét quá ghét gì? Không ghét thương, ghét là thương quá chị. Ghét dễ thương á. Đã đến lúc chúng ta quyết định. Cho em hỏi cái nút nó nằm đâu. Em cũng muốn hỏi. Tùy em sẽ muốn bấm chỗ nào thì em bấm. Ủa nó đâu rồi ha? Cái tim mình rung động thì mình bấm. Không rung động thì không bấm. Em bấm hết được rồi. Em bấm rồi đúng không? Dạ. Em cố tình bấm hay là vô tình bấm? Em có những thứ em bấm ngay cả thịt luôn. Thôi tôi với ông đi uống trà sữa đi, chứ không cần hết. Không cần thế rồi. Nói chung là khi con tim người ta mách bảo thì mình cứ làm thôi. Đừng sợ gì cả, thậm chí tôi chưa đếm các bạn có thể bấm được. Để cho thấy rằng là các bạn đã tìm hiểu được với nhau rồi ha. Chúc mừng các bạn. Rồi nắm tay nhau đi, như thế là hay rồi. Dạ. Mình phải chủ động trong tất cả mọi công việc, như thế là tốt. Em nói với mẹ cái gì đi? Dạ thì con chỉ hứa là con sẽ là một người đàn ông tốt. Dạ. Tốt với ai?
tốt, tốt được rồi, nói chung chung cũng được. Dạ, người đàn ông tốt đối với gia đình. Mà hiện tại là giáo viên tại trường trung học phổ thông Tân Châu, dạy về vật lý. Cố điểm của em là không nhậu, không cờ bạc, không cà phê, thuốc lá. Em không biết sao, chắc có lẽ là do bản tính của mình. Do bản tính, tức là em hơi sống khép kín chút xíu đúng không? Mời bạn nam. Mời em trai ngồi. Xin mời đàn gái. Rồi, giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Cùng bạn tham gia chương trình, cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Huy. Năm nay 36 tuổi, quê ở Tân Châu, Tây Ninh. Và em hiện tại là giáo viên tại trường trung học phổ thông Tân Châu. Em dạy về gì Huy? Em dạy về vật lý. Em giới thiệu đi. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em xin chào anh Quỳnh Linh, anh chào chị Hồng Vân. Em xin chào quý vị khán giả. Em tự giới thiệu, em tên là Đinh Thị Hương. Em năm nay em 30 tuổi. Em sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Em là quê gốc ở đâu? Quê gốc em là Quảng Bình. Hương làm cái gì Hương? Em làm công ty điện tử của Nhật anh ạ. À, công ty điện tử. Dạ. Rồi, Huy, em cho bên đàn gái biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là không nhậu, không cờ bạc, không cà phê, thuốc lá. Tức là tứ đồ tường, không dạ, có dưới cái nào hết. Dạ, không có tham gia cái gì hết. Giỏi rồi nha. Dạ. Thật ra cái điểm yếu cũng là cái điểm mạnh đó, chính là không nhậu được. Nếu mà mình mà có biết chút chút hay là gì đó thì mình cũng có thể tham gia để có thể cùng anh em bạn bè tâm sự với nhau. Còn mình mà không biết thì cũng khó mà tâm sự giải bày với ai. Thì khi muốn nói chuyện với ai hay là muốn có bạn bè gì đó cũng khó. Đúng đó, đúng đó. Đúng. Anh nghĩ cũng đâu khó đâu. Em không biết sao, chắc có lẽ là do bản tính của mình. Do bản tính, tức là em hơi sống khép kín chút xíu đúng không? Dạ. Mời bạn gái. Em giới thiệu đi. Dạ, em về ưu điểm của em là em siêng năng, sạch sẽ, thích nấu ăn, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em là chắc là do em sạch sẽ, kỹ tính quá nên là cũng khó chịu chị. Cái tật xấu của mình có không? Mình có hay càm ràm hay nóng tính hay ghen tuông hay này? Như, ví dụ như là em, cái tính của em thì chắc do sạch sẽ quá nên ví dụ như em dọn dẹp á mà người đó không dọn mà cứ bày ra, cứ quăng vật ra đó là em cứ hay nó cũng hay nói. Bạn gái, tình duyên bạn thế nào? Dạ, thực ra thì em mới quen được không lâu, được vài tháng thì em thấy người đó không hợp ý với mình á, nên là em cũng quen lâu vậy. Có nghĩa là em cũng quen rồi, quen nhiều rồi ha. Dạ. Nhưng mà thường là không có kéo dài được lâu đúng không? Vâng. Nhưng mà cái mối tình lâu nhất của em là bao lâu? Em thì không có mối tình nào lâu đâu anh, cũng vài tháng à, thấy không có hợp với mình. Vài với tháng em vài tháng vậy đó hả? Dạ, cũng lâu rồi, ba năm rồi đó. 3 năm là không lập, chưa là không có bồ. Dạ. Có khi nào tại em khó tính quá không? Thế người ta cũng nói em là cũng chắc khó chịu quá tính như vậy á. Vậy hả? Dạ. Thôi, bên bạn trai. Dạ. Em có mối tình rồi Huy. Em có hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên là nó diễn ra thời học sinh với sinh viên. Rồi, cho qua đi. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì nó diễn ra cách đây cũng hơn 8 năm rồi. Mối tình nó kéo dài không? Dạ, mối tình nó kéo dài khoảng 6 năm, hơn 6 năm. Nhưng mà nguyên nhân tại sao lại phải chia tay? Thì cũng có về nhà chơi, cũng ra mắt gia đình thì em cũng muốn tới và cô ấy cũng muốn tới, nhưng mà có thể là do em còn trẻ nên là còn bồng bột trong cái chuyện yêu đương, mình suy nghĩ không tới thì mình làm cho cô ấy bị tổn thương nên là cô ấy quyết định là ra đi, lấy chồng. Mình nhận cái đó ra cái không được của mình là tốt rồi. Dạ. Để mình rút kinh nghiệm trong mối tình sắp tới đó. Dạ. Tại vậy đường tình hai bên cũng đã hiểu nhau rồi. Em, chị hỏi em nè, em muốn cái người đàn ông của mình phải như thế nào? Em muốn người đàn ông là biết quan tâm chia sẻ, biết lắng nghe, biết siêng. Tính em kỹ nên là em không thích người đó. Ở dơ là không được, không dạ, được dạ, đúng không? Dạ. Rồi ngoài cái sạch sẽ ra thì về mặt ngoại hình đó, em cần một người đẹp trai, mắt một mí hay là hai mí hay lỗ mũi cao không? Dạ, em thì thích ngoại hình, em cao 1m56. Rồi em thích người đó cao 1m65 tới 70 là được rồi. Với ngoại hình dễ nhìn, mũi cao, mắt hai mũi. Cái đó là quá dễ nhìn luôn á. Dạ. Để chị qua chị coi thử ông thầy giáo. Cái đòi hỏi bên nhà gái hơi bị cao đó nha. Cho nên là, dạ, chào em. Dạ. Em cao mét nhiêu vậy? Dạ, em cao mét 66. Nè chị, để chị nè, mắt hai mí đó, mắt hai mí. Mũi cao, mũi mập, cao. Mập đó chị. Hả? Còn mập tí xíu. Mập tí xíu, rồi đúng ý em luôn đó, tròn tròn. Người... Mập quá không được đâu em. Dạ. Em ơi. Dạ. Em hình dung cái cô gái bên đây. À, nếu cách nói chuyện như thế thì em nghĩ là cô ấy hơi gầy một tí. Xem hay. Dạ, dáng chắc có thể là cao. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào của em không? Em thì cũng không cần phải lý tưởng đâu. Ngoại hình thì khoảng 1m50 đến 55, hơn tí cũng không sao. Tính cách thì vui vẻ hoạt bát. Em thích một cái đức tính gì nhất ở một người con gái?
biết lo lắng cho gia đình, lo cho chồng, cho con và cũng như cho mẹ chồng á, tại vì em với mẹ là chỉ có hai mẹ con thôi. Có nghĩa là em muốn muốn lấy vợ và làm dâu, vợ làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Tại vì em không thể nào đi xa được. Cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái? Thì em thấy đó là cái cô đó đã đáp ứng được rồi, đó chính là sạch sẽ, gọn gàng, đó là được rồi. Em không thích người con gái bê bối, là bê bối quá. Trời chào em gái. Dạ. Một cái vấn đề là em phải về làm dâu ở Tây Ninh đó, được không? Được. Hiện nay em ở Đồng Nai với ai? Ba mẹ em ở dưới Long Thành, lập nghiệp ở dưới Long Thành, còn em làm việc ở trên Biên Hòa. Thì Biên Hòa lại ở với ai? Em ở một mình. Một mình ở trọ hả? Dạ. Thôi về Tây Ninh đi, anh thấy cũng ổn đó ha. Anh cảm giác rằng hai người này cũng hiền lành, cũng hợp với nhau. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân thôi. Em gái đi với ai? Hôm nay em đi với anh trai Kết Nghĩa, em ngồi ở dưới nhà. Anh trai Kết Nghĩa hả? Rồi, chào anh. Đây em xin tôi Phan Văn Tám, anh trai của em Hương. Thì đây em xác nhận thấy em Hương đây tu toàn công việc sạch sẽ, em trai đây cũng rất lịch sự, cao ráo. Thì nói chung đây thì anh thấy được rồi đó. Thì chúc cho hai em được hạnh phúc. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Anh trai rất là xúc tích luôn á. Nói chuyện rất là xúc tích luôn. Dạ. Quy đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và một số học sinh đang học ở Sài Gòn á, có tham gia. Học sinh luôn ha. Dạ. Rồi đầu tiên chào cô. Dạ. Chào hai MC Quyền Linh và Hồng dạ. Anh. Dạ, chào chị. Và tất cả quý vị trong khán phòng này. Cô là người ở đâu? Ở Huế mà vô Tây Ninh lâu rồi. Vào lâu rồi. Cô thấy con dâu tương lai của mình thế nào? Dạ thì thấy cũng dễ thương hiền lành. Thì giờ cái ước nguyện của bác là muốn hai con tìm hiểu cho kỹ để đi tới cái một ngày hạnh phúc vậy thôi. Rồi cô có nhắn nhủ gì con trai của mình có nên bấm nút hay không? Thì giờ chưa, đã tới đây rồi là mình muốn đi đến cái kết quả tốt đẹp. Thì mẹ khuyên con nên bấm. Dạ rồi cảm ơn cô. Vậy thì hay rồi. Thôi bây giờ thì mình mở rào cho mở rào đi. Mặt đi. Mở rào đi. Mở rào. Bắt đầu đi Huy. Xin chào anh. Chào em. Có món quà đây để em tặng cho anh. Anh có món quà muốn tặng cho em. Thứ nhất là đây là đặc sản vùng Tây Ninh của anh, đó là bánh tráng. Dạ. Còn đây là một món quà với ý nghĩa là dù sau này em có bận bịu hay là như thế nào đó thì anh cũng mong là em sẽ giữ mãi cái thanh xuân cũng như là chăm sóc bản thân của mình. Dạ, em cảm ơn ạ. Đây là anh mở món quà này. Đi chơi với em á thì anh luôn là mang áo quần đấu thủ thách về thách lưng ha. Là cái là lịch sự. Anh thích là người yêu hay là sau này chồng của em là đẹp, luôn đẹp. Anh cảm ơn em. Thủ tục đầu tiên đã xong, chúng ta cảm nhận về lần đầu tiên gặp mặt. Anh thấy em sao ạ? Anh nghĩ là hồi nãy nghĩ thì hình dung lại là đúng. Nhìn em thì gương mặt sáng, nói chuyện dịu dàng. Em cách nói chuyện của em thì anh nghĩ là đúng là khó tính và rất là sạch sẽ. Dạ, em cảm ơn anh. Thế em thấy anh đầu tiên là giống như cảm nhận của em. Tính em thì thích đi làm. Nên trong lúc mà công ty nhiều việc á, đi làm chủ nhật em là đi làm suốt luôn. Anh có chịu chấp nhận cái chỗ đó không? Em thích đi làm á. Nếu ví dụ như em quen một người nào đó mà em đi làm hoài mà cứ kêu là em đừng có đi làm nữa, em muốn cái người đó để cho em đi làm. Anh hôm nay điều đó. Dạ. Thì người ta nói là lao động là vinh quang mà. Nên là đó là điều hợp lý. Quan điểm về gia đình như thế nào? Sau này anh muốn sinh mấy đứa con à? Anh thích hai đứa, gái trước trai sau. Dạ. Hồi xưa anh cũng thích gái trước trai sau nhưng cuối cùng không có được á. Còn hai đứa. Thế em cũng thích hai đứa rồi. Mà nó nghe là bạn biết hát không? Bạn nữ nè. Giờ sau đây là em xin tặng anh chị một bài hát của quý vị khán giả, một đoạn ca bài hát là Ở Hai Đâu Nỗi Nhớ nhé. Ở Hai Đâu Nỗi Nhớ à? Dạ. Wow, cái bài đó hay lắm á. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống tấm cho ta gần nhau hơn. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hát rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Rồi mời thầy giáo Huy. Qua chương trình này em cũng có sưu tập được một cái bài thơ liên quan đến vật lý mà em dạy, nên em cũng tặng cho bạn gái một tí.
Dòng điện nào đưa anh đến bên em cũng đi qua muôn ngàn điện trở. Em có lúc thờ ơ hay mắc cỡ, hay bởi vì cảm kháng cuộn dây, con tim anh mách bảo đâu đây, hay chỉ tại hai bờ bản cực. Anh yêu em như tụ kia tích điện, nào ngờ em lại ngắt khóa ca. Ta lệch pha, em xa anh mãi, hằng mấy năm ánh sáng em ơi, tình yêu ta vẫn mãi tuyệt vời. Dạ xin hết. Hay quá. Bây giờ mình hết thời gian rồi, chúng ta sẽ quyết định bằng nút bấm. Rồi, mời các bạn. Đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại các bạn, kiểm tra xem con tim nó có rung động chưa. 3, 2, 1, hết thời gian. Thầy giáo có vẻ bấm sớm quá. Ông thầy giáo này ông lẹ dễ sợ luôn. Đúng á. Rồi, nào hãy nắm tay nhau. Cái công việc đầu tiên đó là hôn nụ hôn để chứng minh mình bấm nút bằng trái tim của mình. Mời các bạn. Anh xin phép em. Ok rồi. Ủa? Dạ hả? Rồi. Cặp 2, cặp 2. 3, 2, 1. Vô đây. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Rồi, cảm ơn em. Ngồi đi. Mời đi. Nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Năm nay 27 tuổi. Lê Văn Ba. 27 tuổi. Doanh và kỹ thuật. Âm thanh đó. Năm nay 27 tuổi và em đang làm công việc là nhân viên kinh doanh và kỹ thuật điện ạ. Rồi em tên sao hay quá vậy? Vậy ai gặp em cũng kêu bằng ba hết trơn à. Dạ. Người lớn cũng gặp ba. Dạ vâng. Đúng không? Dạ đúng. Dù vô gặp thầy giáo kêu ba. Có luôn đó này. Có luôn hả? Có luôn ạ. Bạn gái mới gặp kêu ba. Dạ. Lạ thì... Ủa em, nhưng mà em có hỏi về bố mẹ, về cái con của mình không? Lịch sử ra đời cái con. Ừ. Cũng có lần em thắc mắc thì ngày trước á là ba mẹ có đặt tên cho em, thì cũng có hỏi qua cho em là cái tên ba này được không. Thì hồi nhỏ thì em cũng chưa biết gì cả, nên có ba mẹ đặt cái gì thì theo đấy thôi. Thì em cũng đồng ý. Thì sau ngày đâu đấy em có cái tên này. Tôi nhưng mà để đứa con gái đặt tên mẹ. Anh của ba tên gì? Em có anh trai tên Phong. Nếu mà ghép lại thì là Phong Ba. Em có mấy người? Dạ dạ chị. Dạ. Phong đó. Dạ em Phong đó. Có em không? Có em gái ạ. Có tên Bảo hả? Không phải. Không, không ạ, tên Dung. Hết hồn tưởng Phong Ba rồi tới Bảo ta. Không, nhưng mà nó có đứa anh trai đó. Đứa anh trai có người yêu chưa? Anh trai em thì hiện tại có tới đây rồi ạ. Có rồi hả? Tưởng đâu chưa có ghép với Lan là Phong Lan. Đặt xong mà nó... Vậy mình có con, mình có dự định là đặt Bảo Táp được. Đặt không rồi. Không, đặt tên Bảo còn nghe được, không lẽ đặt cái tên Táp. Nghe kỳ lạ, gặp cái Táp. Vì con gái à. Cái này mà mấy người dưới quê, người ta nghe Táp, ta tưởng đâu cá.
kỳ lạ lan à. Dễ thương, mất tuổi mà. Em, chị hỏi chứ là có tôi nhiều chuyện dạ. Hồi nhỏ lớn đi học có bao giờ gặp cái sự cố gì cái tên mình không? Những cái chuyện gì mà nó mắc cười liên quan tới cái tên mình á? À, có rất nhiều. Tức là cái tên của em thì bị biến đổi rất là nhiều thành rất nhiều cái biệt danh. Thứ nhất là em bị gọi là Tam Mao này, là Ba Tây. Ba Tây nghe đỡ, nó kêu Ba Bích mệt. Rồi, Ba Bích là thúi hẹn. Rồi Ba Gà. Tôi kiểu mọi người loại tên của em thì nó giống như giọng ra của mọi người quá. Có ai kêu Ba Trợn không? Em cũng... Trời ơi, ngoài tôi có thể có duyên quá à. Còn từng có nhưng mà người ta chỉ gọi cho vui thôi. Đúng rồi, thật ra tên thì ghép rất nhiều từ không? Dạ. Nhưng mà đặt cái tên Ba đúng là công nhận Ba em cũng khôn thiệt. Thôi nói cho vui thôi. Dạ. Thế là tên Ba thì ngày xưa chắc là những người ở dưới quê đó hay đặt tên là số thôi. Ví dụ như anh Hai nè, anh Ba rồi cái đặt tên Ba luôn vậy đó. Thấy không? Rồi, em có ưu điểm khuyết điểm gì Ba? Ta chưa hỏi nhà gái. À chưa. Ta chưa có biết danh tính nhà gái nè. Trời ơi, áp đảo em quá ha em. Em gái. Dạ. Em giới thiệu mình cho mọi người biết đi. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Bùi Thị Hoàng Thanh và em sinh năm 1992, năm nay 30 tuổi. Em đang sống và làm việc tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và công tác tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. À, hay rồi nha. Thì là Thanh đọc sách thì nhiều lắm Thanh hả? Dạ, cũng tương đối thôi ạ. Ba Thanh. Nếu dịch là ba của Thanh thì cũng mệt. Thanh ba của Thanh. Bây giờ mình không chịu ưu điểm. Nhưng mà nói rõ hơn là Thanh kia 30 tuổi đúng không? Ba hôm nay có 29, ba nhỏ hơn Thanh 1 tuổi. Cảm ngại gì không ba? Chắc không đâu ạ. À, ba mà sợ gì? Đã nói ba là không có sợ gì chứ, không có ngại gì chứ á. Dạ. Yeah. Thôi, vậy được rồi. Thanh, ưu điểm, khuyết điểm sao Thanh? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình với mọi người và sống tích cực. Dạ. Yeah. Hay quá. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm thì... cái về phần nấu ăn thì có hơi yếu xíu. Dạ. Yeah. Và nói chung là nếu mà gặp ai mà lần đầu tiên á thì cảm giác của em, người ta, cảm giác của người ta đối với em thì hơi lạnh lùng, ít nói. Cho nên chắc đó cũng là một cái trở ngại. Không sao hết. Thật ra là nấu ăn yếu xíu không sao, quan trọng là mình mạnh thế mạnh nơi khác. Mình giỏi rất là nhiều thứ mà nấu ăn cũng chỉ là một cái cơ bản. Nếu mình tập trung mình sẽ nấu ăn ngon thôi, cái đó dễ học lắm. Giới thiệu sơ lược về tính tình cũng như ưu điểm và khuyết điểm thì tôi thấy cô này là một cô khá là thú vị và nó có cái điểm gì đó nó rất là hay. Một tí nữa mở rào thì tôi nghĩ là chàng trai bên đó sẽ rất là bất ngờ. Rồi, để thầy gái coi làm sao, điểm mạnh điểm yếu của ba thế nào ba? Dạ em, điểm mạnh của em thì em không thích nhậu, không hút thuốc và cũng không biết chơi bời gì nhiều. Biết chơi bời gì luôn đó ba. Dạ ba. Em biết nấu ăn, biết làm việc gia đình. Ba biết nấu ăn ha. Dạ. Rồi điểm yếu của ba là gì ba? Điểm yếu của em thì em sống rất là kinh, kiểu như em ít chia sẻ. Em cũng hơi nhút nhát trong vần là nói chuyện với con gái. Nhút nhát hả ba hả? Dạ. Nhút nhát vậy, có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình của em thì chính thức thì cũng có 2 mối tình. Được chạy mỗi mối tình nào cũng chưa được 1 năm, gần 1 năm. Sao mà chia tay vậy ba? Lúc đấy thì còn trẻ, chưa được chín chắn, mình quen. Chưa chín chắn. Dạ. Tình hình ba tôi vậy đó. Ba rất là dễ thương. Chưa chín chắn cho nên là mình
chia tay cái mối tình đó của mình. Bây giờ mới nhìn kỹ ba nè. Ba đẹp trai quá. Hồi đó kêu ba là ba Tây là đúng đó. Là ba rất là giống Tây. Nhà ba có ai like không ba? Người Việt hết hả? Sống hả chị? Ba Lan hả? Vâng. Dễ thương quá. Ghẹo hoài, ghẹo nhỏ hoài, nhỏ bẻn lẻn, nhỏ mắc cỡ. Đúng như ba đứng ở bên kia, ba Linh, là ba Cung Linh. À, là khổ tên đúng đó thì. Chính cũng cái tên này thì em cũng chắc cũng bất tiện quá, nhiều người gọi thiệt, hay chê. Nó kỳ, tự nhiên nó ba, ba à. Thấy sao? Dạ, để ba nói cho chú Linh nghe. Hồi nhỏ đi học đó mọi người xưng tên không mà đúng không? Xưng tên không? Đúng không? Hồi nhỏ em đi học em xưng tên rồi em xưng tên, xưng y chang vậy luôn với bạn gái á hả? Xong rồi nó để ba nói cho thầy nghe. Dạ đúng rồi. Nó dễ thương. Nhưng mà dễ thương lắm, em đừng... Ba dễ thương lắm ba. Đúng để rồi. Hồi ba chờ con qua đây cũng bắt được nhé. Em nhức đầu quá. Covid sao liên quan đến tự nhiên chia cắt tình cảm? Thật ra thì không có được gặp nhau nữa, giống như là nó bị chia cắt cái địa lý và cả tình cảm. Ủa, cười quá. Covid mà có gì đâu, năm tháng đâu có gì đâu, nếu mình yêu nhau thì đâu có gì đâu mà chưa có lý do gì chứ. Chưa có sâu sắc á, thì cho nên là xa cách nhau về mặt địa lý nó rất là dễ xa lòng. Là người đó xa không? Dạ, tỉnh khác luôn. Tỉnh khác hả? Tỉnh nào? Tỉnh Đồng Nai. Trời ơi, Đồng Nai sát đây. Phải có lý do gì chứ? Dạ, nhưng mà thì đúng thiệt là dịch ở nhà là giường nó ở nhà luôn. Ở trong mình, tức là con em ở trong nhà luôn. Cho nên là cảm giác nó bị gò bó nhiều lắm. Không, thực sự ra thêm cái tình cảm nữa. Covid vừa rồi nó cũng làm cho mình bị ảnh hưởng về tâm lý. Mình ở nhà suốt đó quý vị, cho nên là mình rất là dễ bị stress. Rồi chúng ta dễ cấu gắt với những người chung quanh mà đây chắc có lẽ là cái mối tình cũng chưa sâu đậm cho nên là nó sẽ dễ hiểu lầm nhau nhiều có hơn. Có thể là có mấy tháng chưa quen thôi chứ thực ra nó yêu nhau. Còn Covid thì nó có tồn tại được năm người ta cũng yêu nhau đúng không? Coi như chưa sâu sắc, coi như là mối tình nó không có sâu đậm gì hết. Đến với ba tôi đi thì hiểu. Ba tôi nghe được lắm á. Rồi bây giờ mẫu hình lý tưởng của em gái thế nào? Dạ mẫu hình lý tưởng của em thì ngoại hình trước nói chung là em thích những người nhìn rắn chắc chút xíu. Rắn chắc. Dạ. Cao hơn em hiện tại 1m6 thì cao hơn em khoảng 1m65. Cũng được. Dạ. Em 1m68. Còn tính tình thì mình cứ vui vẻ hòa đồng. Cực kỳ vui. Vui lắm. Nghe nói cái tên cái là vui liền à. Ở nhà nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau xưng tên thôi là thấy vui rồi. Tôi mốt cặp vừa yêu nhau ba có yêu em ba. Ba giận em hả ba? Là hết giận. Mình lên quạo chửi ba luôn hả? Dạ. Ba tưởng tôi ngán ba hả? Ừ. Ví dụ gì vậy? Rồi, con thích điều gì ở đàn ông? Dạ, con thích thì là không nhậu nhẹt. Không nhậu nhẹt cũng không tới nỗi nhưng mà ý là phải có kiểm soát. Bên kia không có nhậu. Dạ, không hút thuốc, không gia trưởng. Sống thì phải có trách nhiệm. Ba ơi, ba dạ. Có gia trưởng không ba? Dạ không ạ, em thì hòa đồng, không có tính. Tôi tham khảo nhà gái thì thật ra nhà trai rất là phái phái nhà gái luôn. Nhà gái nhìn qua trên nhà trai cũng phái phái nhà trai. Phải luôn. Nói như cặp đôi này nãy giờ nhìn qua nhìn lại rất là hợp lý. Hợp nhãn đó mọi người, nhìn vô cái là thấy hợp nhãn rồi đó. Vì bà bảo luôn thì bà mối, thì đứng bên đây luôn. Được luôn. Bây giờ là tôi hỏi về nhà gái, mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và chị đồng nghiệp. Các
Dạ không mẹ, mẹ hơi ngại á. Rồi, à, chào cô. Dạ. Rồi, chào Quyền Linh. Dạ. À... Cô, bây giờ cô thấy ba bên kia. Rồi. Dạ, nhìn chung thì thấy cháu đây cũng được, nhưng mà để coi coi hai cháu đây tiếp xúc nói chuyện ra làm sao. Dạ. Dạ. Nhà trai là dễ thương không cô? Dạ, dạ được. Dạ, dạ. Hiền hậu không cô? Dạ hiền, nhưng mà chưa biết quê quán ở đâu hả cháu? Dạ, con ở quê ở Thanh Hóa, hiện tại con đang sinh sống ở Sài Gòn. À, dạ. Con sống cùng gia đình. Dạ, dạ. Dạ. Nó xưng hô gì được hết. Dạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị, à, chào chị, chào Ngọc Lan. Dạ. À, giống như là mà ngay đầu tiên Ngọc Lan nhận xét về Hoàng Thanh là Ngọc Lan nó nhận thấy bạn này có một cái điều gì rất là thú vị. Và thứ hai đó là một cô gái rất đặc biệt. Và mình biết Hoàng Thanh là hơn 10 năm rồi. Và mình cảm nhận được cái một cái sự tích cực trong người cô bạn này. Một cái gì đáng yêu lắm và một cái sự quan tâm chia sẻ đến mọi người rất là tốt. Và cũng như mọi người cũng cứ thắc mắc hoài, ủa một cô bé như thế này mà tại sao cái đường tình duyên nó cứ lững đững. Và mình nghĩ rằng là cái việc này nó đến từ cái việc mà Thanh rất là khó chia sẻ cái cảm xúc, thể hiện cảm xúc của mình. Và mình mong rằng là trong qua cái chương trình này thì sẽ có được những cái duyên, những cái cơ hội đến với nhau và có một người... một người có thể là khơi mở gợi, khơi mở được cái tấm lòng, cái tâm hồn của Thanh ra. Thật ra là cô bé đấy thật là tuyệt vời ạ. Một người ba có thể mở cửa được cái trái tim của cô ấy ra. Nhưng mà em là gì của Thanh? Dạ, em là đồng nghiệp. Đồng nghiệp? Dạ. Dạ. Và khi mà Thanh bước chân vào thư viện thì là Thanh đã là một bạn... bắt đầu làm ngay từ phòng của mình và kéo dài cho đến ngày nay. À, cơ quan nhiều bạn trai lắm mà tại sao một cái cô gái xinh đẹp thế này mà không có bạn nào gọi là mở cửa được? Cái đó nó cũng là một cái điều tạo ra một sự khác biệt và nó cũng là một điều để mà một cái nhân duyên đã đưa đẩy Thanh đến cái trường quay ngày hôm nay. Dạ, em đi với bạn em ạ, ngồi dưới ạ. Dạ, em là bạn của ba, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào những người gái. À, em thấy thì bạn gái bên này cũng rất là xinh đẹp, à, dễ thương, cũng thấy hợp với ba. Nên... cùng thế hợp với ba nên mình thấy hai bạn đến với nhau chắc cũng có đôi có cánh và đã tạo điều kiện để có thể kinh tế với nhau. Rồi, cảm ơn hai họ. Bây giờ thôi mở cửa đi. Yeah. Cho hai bạn trẻ gặp nhau đi ha. Mở rào. Lần đầu tiên gặp mặt thì mình có cái món quà muốn tặng cho Thanh. À, thì cái đây là cái quả cầu tuyết. Đây, muốn tặng cho bạn. Thì cái này thì mình cũng thích cái thực quả này thực tế nên mình muốn tặng bạn cái này để có thể trang trí bàn làm việc hoặc là trang trí trong phòng của mình. Ngoài ra thì nó có thể là mở nhạc cho bạn nghe buổi tối, bạn ngủ ngon hơn cũng nên. Đây.
Đấy. Rồi. Đây cho mình gửi ạ. Rồi, đây là quà của Thanh. Dạ, cảm ơn Thanh. Dạ, thì... Đây là con... Một cái chén có được được vẽ bằng... Vẽ 3D. Keo. Rất là đẹp. Dạ, thì... Bà đứng cái Thanh đưa thôi. Để Thanh nói cần chàng trai cao hết mấy rồi đó. Thanh tự đánh giá hợp lý chứ Thanh, về chiều cao đó. Dạ chắc cũng được, tại em đang mang dép cao. À, em mang dép hơi cao, quốc hơi cao đúng không? Dạ. Nhưng mà thấp thì chắc cũng bằng 3 đó. Rồi, bây giờ mình về vị trí ngồi đi. Hai bạn đối mặt với nhau để cùng trao đổi. Mình đầu tiên gặp mặt đó. Hai bạn cảm nhận về nhau đi. Bạn là chị, bạn là... Anh em, tôi nói tình cảm với ba. Anh mời